Nếu mà giống siêu âm cái cách đây mà siêu âm một tháng trước ấy là nó được có chưa được ba lạng, có hai lạng mấy à. Nhưng mà vì lý do là nó nằm ở trong bụng mẹ nên tái nó đâm dạ dạ em gái cháu mà bây giờ này các vị có thì cứ nhập xứ đi. Vâng. Sáng này cha hỏi mình nhập xứ chưa, tôi phải chưa nhập rồi. Chứ bây giờ làm sao không nhập thì vào đây được. Nhập xứ thì mai mốt mình đi đâu mình phải chuyển đi. Con nhập thì phải chịu thôi. Đôi khi cũng nghĩ thì bình thường vậy, nhưng mà đến lúc có những sự việc thì thấy khó. Sớm rồi nó nói là chuyển cát về đây. Chuyển sớm thì... Sớm rồi nó hẹn rồi, chuyển cát các thứ rồi thì... Đây là mai làm xi măng cho mình cát cho cháu làm như này. Hay cát đâu rồi? Xe chạy đây. Cho xe chạy được ôm xuống, mà nó có một cái xô thôi. Xe chạy được khó mà ôm ở đó nó chạy xe. Nó chạy xe. Nay phải tục xô ấy. Ra ra đây thay thôi. Đóng binh rồi. Hôm nay chắc mà lên sớm đi nữa thì đi tìm mà để Thái Hòa cái con Hoàng này. Đi tìm Thái Hòa. Thế là hoa gọi mà mất máy. Teo rồi bé, nó có nạn thôi. Máu đầy đủ hết rồi mà ba chưa đầy hết. Đầy đủ hết mà cho nó nằm ở trong bụng không teo hết. Mấy thằng này vất vả, nay tôi ở nhà tôi đi mượn người đào cho chứ mà không có. Con xây xong mãi gần năm giờ đổ. Biết cái ông làm nó quen. Thế mà sao nó cứng như vậy? Con đổ bê tông bên dưới xong con ở đây, con xây đường hai đường gạch bên hai bên. Xuống cái mỏ. Người ta mỏ chắc 10 năm 20 phút xong mỏ cả ngày. Con đổ bác đổ đây. Không để mình kia nó đều đều đang chèn vào mình luôn. Hai chuyến. Chuyến. Từ dòng sau hai chuyến đi thì đi chở đây đi chở đây về để anh thằng ấy. Hai chuyến đi. Đi mấy chuyến mình nhanh lên. Anh góc kỹ luôn. Thằng chạy luôn đi, chạy hai xe đi. Không chạy không được, không đâu có, không có bao đâu. Đi xô rồi. Từ từ để đây nhá. Anh là chồng phải không? Dạ. Tân Tòng ấy chú. Tôi nhớ. Là may gì may. Dạ vâng, may ngay cuối cái cây gốt. Nó nóng quá trong khi nhiều khi nó cản bên trong ấy, nó nóng quá. Ở trên đấy là hầu như là nó bị đấy, cái vừa rồi là cái trận vừa rồi cái trận. Con ai mà không sợ mà đấy đấy, bây giờ thì bảo phân đĩa cái cây các thứ này là do bên ngoại á, bên ngoại á mang ra thì phân đĩa cái cây các thứ này cái cây thiên giá nó sợ quá vậy, khi đâu biết đến đâu thì bảo cho người ta đâu nó khổ, nó không có, nó có quan tâm gì cả. Đi. Cái này là đường đi nào là rõ đường đi đấy chứ. Vâng. Không bây giờ thì là sau ta sau con thờ ấy. Mấy cái mộ nhỏ. Cái này là từ ngày xưa rồi. Bây giờ là ngày xưa bây giờ là cái chen một cái nít. Cái chen bên này là nó có hàng tóc à. Vâng. Đây là cái chỗ này như cái kiểu là ngày xưa là thích ai chôn đâu để đấy. Thì thực ra là đây nó mới có cái khoảng đất trống. Sắp bé đi mà chắc là không đi như quay này đi nó như thành một cái vườn đấy. Vâng. Có một khoảng cách đường đi. Đường đi. Vâng. Thẳng băng là đi đường nào thì băng đi. Thánh Tâm bây giờ mày Thánh Tâm đường mới bây giờ không ạ? Đúng rồi. Đấy, nhẹ thôi. Thoáng. Có một lần lên một chuyến này chắc nhưng mà để ra đâu. Vâng. Mai nữa là có nước ấy, xong đưa nước ra xong đổ đổ rồi bắt đầu đặt trên lên trong, nếu mà có mưa ấy. Không rồi xong bắt đầu có nước rồi đặt lên trên kia. Ở
ở đây này, xứ này thì nó không ít người cho nên là nó không có mức độ mà người ta lưu lượng làm luôn ở đây này tiện. Mình sáng này đi tìm người đào cho cái mình xây nhưng mà không có đi tìm gì. Chứ không phải là lúc nào đó này phải làm đá nên là đáy làm một chuyện này luôn. Cái này bung lên này. Không, bằng bằng hơi hơi ấy mà mai cũng đổ tấm đan. Cái ông gọi là cảm ơn ông biết nói gì không? Ông thì sáng là đi cha đi à. Thì có cũng trả công không? Làm ở cho ông giúp đỡ cho các con các cháu như vậy. Nhưng mà cái này đạo cũng các thứ toàn ông ấy không dẫn tới dẫn lui. Rồi. Thế nhưng đêm mà không bỏ mấy con chó ra là có khi là nó bới nó chẳng biết đâu được. Sáng hôm đi chôn cái bà kia mình cũng chạy ra sớm mình mới xoay xuống huyệt, con chó nằm ở dưới huyệt rồi đi rớt rồi mãi để chuẩn bị ra. Ở đây thì cứ 4:30 là đã chó nhiều lắm rồi, có đang xoay chúng chó, con chó nằm ở dưới đây à, là con chó của mấy ông chủ này nó chạy đêm chạy cái kiểu nó xa chúng đấy. Em rồi đấy. Rồi đấy. À. Đấy, đấy. 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 Đó là sau rồi, sau rồi. Cái này tắm hết ở đây rồi. Nó đứng xe xe. Và đứng đường này mới thấy. Dạ, đi có mắt không đẹp. Mất rồi. Rồi. Xếp xếp cái này vãi nhang rồi đọc kinh. Đọc rồi. Đứng hết rồi. Rồi ra chiếc. Chắc cầm cái khay ra đây đốt rồi mình đốt đi, đốt đi mình đốt đi ngồi đốt rồi cầm nhang đi rồi thì đọc cái lệnh cha cái mừng sáng danh rồi đọc cũng còn tệ vì danh Chúa nhưng thì cho mình Maria vái nhang rồi về nhá. Dân khảo. Đưa đâu chính là đốt không? Cái này đưa ra ngoài đốt. Đưa ra ngoài đốt. Đưa ra ngoài đốt. Đưa ra ngoài đốt. Rồi cầm nhang nhá. Đưa lên cha và con là cánh thần nam men là cha chương con là tên trời. Cha kẻ con ở trên con, xin cha để chúng con xa chưa cam dấu minh tí chúng con cho khỏi sự đau thương. Thánh Maria, Mẹ Chúa Cầu Lòng vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng. Amen. Dành Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được yên chốn nghỉ ngơi. Xem tay mặt Đức Chúa Trời sáng nắng vui vẻ vô cùng. Amen. Xin hiện núi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin tha những nỗi buồn. Vì đời con gieo gắt trên con đường, ôi mẹ rất nhân từ, mẹ quên sầu mùa xưa. Mẹ ơi thì ở trên núi kia, lúc mà Chúa
sinh thì mẹ đứng âu sầu lắm nhiều. Mẹ chúng con tâm xin linh chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin pha những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rất biết bao đau thương và tràn lan gai góc bước trên con đường. Con cảm ơn hai ông nhé. Lấy cái này đốt chưa? Đốt ngoài này, đốt trong này cũng được, đây góc này này. Cái gì đốt cái gì? Ra ngoài kia. Cái gì đấy? Để mang bỏ cân cái thân. Trong có giấy mà. Giấy sao cháy được? Kiếm cái ấy thôi. Sao mang máy chụp hình mà nó chụp vài tấm? Cái gì? Mai đi đợi, mai nhận những đàn. Thế tí à? Còn nghỉ về mai mẹ nó tan thương. Không muốn làm gì đâu. Nó cháy rồi nè, kéo hết phần xin ông nhá. Nhựa đẹp này, không lấy. 50 năm ngàn. Lấy hai trẻ ăn rồi. Tiền gọi là bỏ đi. Trời ơi, nó bảo đi kiếm cái thùng gì mà làm gì, có cái thùng nào chạy tới vậy luôn. Chạy ra ngoài cổng cho quá. Cái bông, khăn bông quấn để ôm. Ai dám cầm như vậy? Có khăn bông quấn thì cho đẹp. Em ăn đây quầy không? Nó kỳ, nó không trả. Thì nó chở này thì nó lấy hơn này. Mang có mấy giờ à? Toàn lá cây không à? Thiêu sắc. Vui là vui lòng nè Chúa. Cầu xin cho bố mẹ phù hộ cháu. Cầu xin cho bố con với cả mẹ con. Nếu mà có gì mà khúc mắc mà sai trái thì thôi bỏ qua nhé con nhé. Giờ thì nhà mình cũng vậy thôi, đêm hôm bây giờ bận thì cũng như vậy thôi. Cũng đánh về cái cầu xin cho đưa ra đổ lên. Ủa tên Thao có đặt họ tên chưa? Ông đặt Lý Hoài Anh. Khanh khanh cả bóng đèn luôn, khanh cả đấy cho nó còn tối. Thôi tắt đi, có bóng đèn này rồi. Đồng cao anh Khải cao với cái gì cao. Đi vẫn. Ở này. Đây. Bước lên. Không dám quy vào đây đâu rồi.
tháo bên này. Bên kia đâu chơi tí nha bạn nha. Dạ.